Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc màn hình để phù hợp với việc work from home của các bạn hoặc là việc học tập online trong mùa dịch này thì video này chính là dành cho các bạn đấy. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hacom Quick Review và lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình rất là háo hức để mang đến cho các bạn một chiếc màn hình vô cùng đa năng, rất nhiều những cái tiện ích khác nhau, phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biến có vẻ là phức tạp hơn hiện nay. Đó là một chiếc màn hình đến từ ViewSonic với mã đó là VG2440V. Một chiếc màn hình có tích hợp cả webcam, cả mic, cả loa cho các bạn trên chiếc màn hình này luôn. Quá là phù hợp trong thời đại này để chúng ta work from home, để chúng ta học tập online, giao lưu với tất cả mọi người mà không cần đến những cái thiết bị hỗ trợ như là tai nghe, như là mic, đúng không nào? Chiếc màn hình này thì có kích thước đó là 23,8 inch và độ phân giải là Full HD. Về tổng quan thiết kế thì mình đánh giá là nó sẽ là một chiếc màn hình cũng tương đối là nặng đấy, khi mà tổng trọng lượng cả chân đế và cả màn hình nó sẽ rơi vào khoảng là bao nhiêu nhỉ? Khoảng 6kg. Chắc là tầm đấy, chắc là 6kg khoảng đấy. Bởi vì mình nhớ là cái nguyên cái chân đế này nó nặng hơn 2 cân rồi. Và cái màn này cũng hơn 3 cân nữa. Thì kiểu cộng vào thì chắc nó sẽ xem là 6kg. Còn chưa tính cái vỏ hộp của nó nhá. Đó, thì chiếc màn hình này nó có những cái ưu điểm mà mình đã nói ngay từ đầu video rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói đến những cái trang bị về mặt thiết kế của em nó. Đầu tiên đó là những cái webcam Full HD mà nó lại còn lồi ở trên này luôn. Cũng khá là ít những chiếc màn hình rời, màn hình riêng biệt như thế này có webcam, đúng không? Cái webcam này hay cực nhá. Có nghĩa là chúng ta có thể chỉnh được cái cấp độ của nó khoảng chênh đến 5 độ để chỉnh làm sao để cho chúng ta mặt kiểu hơi cúi xuống một xíu để cho không thấy nọng đâu và mặt kiểu nhìn từ trên xuống thì trông nó nhỏ và V-line hơn nữa. Tiếp theo nữa là nó còn có cả tính năng bảo mật nữa khi mà có một cái thanh gạt camera. Đó, khi dùng nữa chúng không dùng nữa. Tuy là gạt bằng cơm thôi nhưng mà nó cũng thể hiện một cái độ bảo mật và cái độ chăm sóc người dùng rất là cao để tránh cho việc khá là nhiều ứng dụng khi nó có thể có quyền truy cập vào webcam của chúng ta và tránh cái tình trạng là bị mất thông tin, bị quay lén vân vân và mây mây. Xin chào mọi người, mình đang test thử chiếc webcam của chiếc màn hình ViewSonic VG2440V này. Các bạn có thể thấy ở đây đó là một chiếc webcam với độ phân giải là Full HD. Thì trong điều kiện ánh sáng ở trong phòng thì chúng ta sẽ thấy hơi bị noi một xíu, đúng không nào? Nhưng mà tuy nhiên thì mình rất là thích cái màu sắc của em nó. Nó rất là tươi và mình cảm thấy hài lòng với cái khuôn mặt của mình hiển thị trên đây. Nhưng mà có một điểm là em nó bị ngược mọi người ạ. Thế nên là nếu mà chúng ta tùy chỉnh cái gì đó thì nó hơi khó một xíu. Đấy, có một điểm như thế. Ngoài ra thì nó còn có thể tùy chỉnh thêm cái góc độ. Đây, mình đang hất lên 5 độ này và hất xuống để chúng ta chọn một cái góc mặt nào nó đẹp nhất có thể. Và em nó cũng có thể tắt được cam khi mà bạn gạt sang đây. Đó, các bạn thấy là không có gì, đúng không? Để bật lên một cái là ok ngay. Đấy, rất là bảo mật. Chúng ta không cần thêm một thao tác tắt cam khi mà chúng ta hội họp qua Google Meet hoặc là Zoom, đúng không? Tiếp theo nữa thì mình muốn nói đến đó là cái chất lượng âm thanh. Mình đang thu trực tiếp bằng mic của chiếc màn hình này luôn và các bạn nghe thấy chất lượng âm thanh như thế nào. Nó sẽ không quá là hay nhưng mà nó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta nhá. Ok, mình chấm chiếc webcam này 8/10. Tiếp theo nữa thì hai cái loa của nó sẽ nằm ở vị trí này, hai loa kép ở đây. Chiếc loa này thì nó cũng không phải là một chiếc loa quá là xuất sắc, nhưng mà ở một chiếc màn hình tầm trung với mức giá khoảng 5 triệu như thế này thì nó sẽ là một chiếc loa để có thể phục vụ để cho các bạn nghe nhạc thỉnh thoảng, nghe nhạc vui vui hoặc là không cần phải đeo tai nghe khi mà chúng ta hội họp với đồng nghiệp hay là với cô giáo, với bạn cùng lớp, đúng không? Tiếp theo nữa thì nó có cả mic luôn. Mic được để đâu đó trong bên trong của cái màn hình này, nhưng mà nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu thu voice của các bạn. Và nếu không thì các bạn cũng có thể cắm mic trực tiếp vào cái cổng kết nối đằng sau này, thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về cổng kết nối. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nói đến cái phần chân đế này. Thì với cái trọng lượng mình đã giới thiệu ban đầu đó là khoảng 2,4kg thì cũng tương đối là nặng, thì nó sẽ là một cái chân đế khá là chắc chắn, cũng khá là to bản và được thiết kế với dạng công thái học, giúp cho chúng ta có thể tùy chỉnh những cái tư thế rất là khác nhau và rất là đa dạng. Đầu tiên phải kể đến đó là em nó có thể di chuyển lên xuống dao động vào khoảng 13cm. Rất là đơn giản. Và một điều mình cũng hơi thắc mắc một tí với một chiếc màn hình mà nặng hơn 3 cân như này, khi mà chúng ta di chuyển lên nấc cao nhất thì mình cứ thấy là nó không biết là nó có khắc gì không, nhưng mà mình chỉ sợ là nếu mà để lên cao như thế có độ nặng rồi trọng lực liệu nó có nào bị sập xuống rồi bị rơi xuống, kiểu nó không giữ được ở trên này hay không. Nhưng mà không, nó rất là chắc chắn nha các bạn nhá. Tiếp theo nữa sẽ là cái khả năng ngửa cụp. Đây, có thể ngửa cụp lên đến khoảng 40 độ để cho chúng ta thuận mắt hơn. Điều tiếp theo nữa đó chính là khả năng xoay của em ấy, xoay sang hai bên như này. Đấy, xoay lên đến khoảng 120 độ. Úi giời, gần bằng một cái laptop rồi còn gì nữa, đúng không các bạn?
Và nếu như thế thì khi mà mình ngồi ở vị trí này và mình muốn chia sẻ màn hình cho người đối diện thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy là không đạt 180 độ nhưng mà mình cũng đỡ phải bê cả cái chân đế này đi kiểu một góc rất là nhiều ấy, nó cũng đỡ tốn thời gian và đỡ tốn công sức hơn. Một cái nữa mà mình phải nói đến cũng rất là hay, đó chính là cái khả năng xoay dọc 90 độ. Đây, để mình lên cao nhất xong mình xoay cho các bạn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nói đến cho các bạn về cái khả năng hiển thị về màu sắc của chiếc màn hình ViewSonic VG2440V này. Nó sẽ có kích thước là 23,8 inch này, độ phân giải Full HD và sở hữu tấm nền đó là IPS 8bit luôn nhá. Và tấm nền IPS 8bit thì mình đánh giá cũng tương đối là ổn và có thể sử dụng tốt trong thời điểm hiện tại rồi. Và tiếp theo nữa thì về cái giải màu thì nó sẽ có giải màu sRGB khá là ấn tượng khi mà lên đến khoảng 104%, khá là nhiều đúng không? Tiếp theo nữa sẽ có cả NTSC nữa, nó là khoảng 72% NTSC. Thì giải màu này cũng sẽ tương đối là phù hợp với mắt nhìn của chúng ta bình thường và nó có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản. Còn những cái nhu cầu sâu hơn về làm đồ họa thì có lẽ là các bạn nên test thêm về cái độ sai màu để cho những cái con số chính xác hơn. Và chiếc màn hình này thì hướng đến đối tượng người dùng là để làm việc và học tập, thế nên là cái khả năng đáp ứng về nhu cầu chơi game của nó sẽ không cao lắm khi mà tần số quét của màn hình nó sẽ chỉ vào là 60Hz mà thôi. Độ sáng thì cũng không phải là quá ấn tượng nhưng mà cũng vẫn đủ dùng, đó là 250 nits cho các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì chúng mình sẽ nói về cái cổng kết nối của chiếc ViewSonic VG2440V này. Thì ở phía ngoài cùng bên này đi thì nó đương nhiên sẽ có một cái rắc để kết nối nguồn cho các bạn rồi. Sẽ có hai rắc để kết nối micro cũng như là tai nghe 3.5. Rồi tiếp nữa thì sang mặt bên này chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort này, một cổng HDMI này, một cổng VGA này, đầy đủ tất cả các thể loại cổng xuất hình luôn. Một cổng Type-B với cả một cổng Type-A đều là Gen 3.0 ở đây nhá. Đó, thì một số lượng cổng kết nối tương đối đầy đủ cho mọi người rồi đúng không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã mang đến cho các bạn một chiếc màn hình thực sự là rất là nhiều những cái tiện ích đi kèm, mà mức giá của em nó sẽ là rơi vào khoảng tầm trung là khoảng 5.049.000 đồng tại Hacom. Đó chính là chiếc màn hình ViewSonic VG2440V, một chiếc màn hình có webcam, có mic, có loa, đầy đủ cổng kết nối và một thiết kế chân đế công thái học có thể xoay chuyển rất nhiều những cái tư thế linh hoạt khác nhau cho các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm và muốn múc nghe em nó về trong cái đợt dịch này thì hãy truy cập vào link mình để ở phần dưới mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom Quick Review.